Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm hoàng trụ quê mẹ và làng sen quê cha. Xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo. Các bạn thân mến, khi tôi vô tình nghe được lời đề tự, cái bậc thiên tài không có sẵn, chính truyền thống gia đình, quê hương là khởi thủy tạo nên những tính cách đầu tiên của mỗi con người đi vào đời. Câu nói ấy đã dẫn dắt tôi tìm đến cây bút tài năng, nhà văn Sơn Tùng, người thương binh luôn âm thầm gắn bó cuộc đời mình với Bác Hồ. Ông đã không ngừng sáng tác, cho ra nhiều tác phẩm văn học và thành công hơn hết vẫn là đề tài viết về Bác Hồ. Mà đỉnh cao chính là cuốn sách Bút Sen Xanh. Tác phẩm được nhà văn dày công sưu tập tư liệu và chấp bút trong suốt hơn 30 năm qua, từ năm 1948 đến năm 1980 và được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1981. Cầm cuốn sách Bút Sen Xanh trên tay, bạn đọc sẽ ấn tượng với trang bì gam màu xanh đậm, nổi bật biểu tượng bông sen cách điệu, tượng trưng cho sự tinh túy thanh cao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cùng với độ dày 312 trang trên khổ giấy 21cm, được nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành vào năm 2015, tái bản lần thứ 25 và được nằm trong tủ sách vàng tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi. Quay ngược dòng thời gian, cuốn sách Bút Sen Xanh sẽ đem lại cho bạn đọc một góc nhìn hoàn toàn mới, là cuốn tiểu thuyết lịch sử mà tác giả đã dựng lại quãng đời niên thiếu của Bác Hồ một cách công phu, mà gia đình là cái nôi đã hình thành nên một nhân cách lớn của một bậc vĩ nhân sau này. Nội dung cuốn sách được chia làm 3 chương: thời thơ ấu, thời niên thiếu và tuổi 20. Ngay từ trang đầu tiên, tác giả đã đưa người đọc về với làng quê xứ Nghệ, những năm đầu thế kỷ 20, nơi ấy là làng sen quê nội, làng Hoàng Trù tức làng chùa, quê ngoại của Bác, cùng với những câu dân ca, bài về, điệu hò ví dặm, với tên suối, tên sông, đậm chất nghệ nghĩa tình. Vào ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại nơi làng chùa nhè khói xương lam, cậu bé Nguyễn Sinh Côn đã cất tiếng khóc chào đời. Khi ấy, chưa ai biết rằng thời khắc đáng nhớ đó đã trở thành một mốc son lịch sử, không chỉ trong gia đình thầy Nguyễn Sinh Sắc mà còn là của cả dân tộc Việt Nam. Đó chính là ngày sinh của vị lãnh tụ kính yêu mà chúng ta vẫn gọi thân thương với hai tiếng Bác Hồ. Đắm chìm vào những trang sách, bạn đọc sẽ cảm nhận được qua từng cử chỉ, lời nói đầy tình thương, kính yêu của cậu bé Côn với ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhà, với bạn bè cùng trang lứa, cô bác hàng xóm láng giềng, cùng với những trò tinh nghịch của trẻ thơ, rủ bạn chơi chó nhà hàng xóm, bị mắng vốn và chịu phạt đòn. Những trang viết như thước phim quay chậm mà bạn đọc ngỡ như mình đang sống và nhìn thấy thực tại hoàn cảnh đáng thương của cậu bé Côn lúc mới 10 tuổi đầu. Cậu bé Côn đã phải nấu cháo, sắc thuốc, bế em đi xin sữa, vân vân. Khắc họa chân dung Bác qua những thước sâu sắc ngay từ nhỏ về hai chữ độc lập, tự do. Đó là những năm tháng theo cha vào kinh đô Huế, là cậu học trò thông minh, hiếu học, sáng dạ nơi mái trường Pháp Việt Đông Ba, trường Quốc học. Rồi trên bước đường thành phương Nam, làm người thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh, Phan Thiết. Trên cuộc hành trình đó, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến biết bao cảnh cơ hàn của người dân vô tội trong hoàn cảnh đất nước lầm than, từ đó nuôi dưỡng ý chí việc ra đi tìm đường cứu nước. Hình ảnh đặc biệt để lại ấn tượng khó quên trong lòng người đọc là cuộc chia tay trên bến Nhà Rồng vào ngày 5 tháng 6 năm 1911 lịch sử giữa cô Út Huệ và anh Ba. Cả hai chỉ biết nén những tâm tư sâu xa thầm kín vào trong lòng. Một người gửi tâm sự vào những dòng nước mắt, còn anh Ba khi thấy gương mặt của người con gái Sài Gòn trước mắt như một búp sen chứa đựng hình bóng quê hương và cả khuôn mặt Việt Nam choàng lấy trái tim anh. Một trái tim chân thật, cảm động, có tình người, nhưng cao hơn hết vẫn là tình yêu quê hương, đất nước, quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân bằng hai bàn tay trắng, dựa vào trí óc và nghị lực phi thường của bản thân người.
bằng vốn tư liệu phong phú và chân thực, đi sâu khai thác nhiều chi tiết điển hình, tác giả đem đến cho bạn đọc những trang tiểu thuyết hấp dẫn đến bùi ngùi, cảm động, làm sống lại những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc, đó là tính hiếu học, tình thầy trò, tình làng nghĩa xóm, tình bạn, vân vân. Những sinh hoạt văn nghệ dân gian như hát phường vải, múa đèn, hát sẫm. Đọc từng trang sách của Búp Sen Xanh, tôi dần bị lôi cuốn và đôi khi nước mắt cứ trực trào ra, nghẹn đắng trước những lời thoại của cậu bé Nguyễn Sinh Cung khi còn sống với gia đình. Và buồn cười khi biết được tuổi thơ của cậu bé Côn rất vô tư, hồn nhiên, nghịch phá cũng như bao đứa trẻ khác. Cảm nhận được tình thương của người trước những kiếp người ăn xin nghèo khổ. Sự trăn trở trước nỗi nước mất nhà tan, để rồi quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Tất cả những chi tiết nhỏ bé ấy đã tạo nên một tác phẩm đặc sắc, thu hút tôi đọc từ trang này đến trang khác và muốn chia sẻ tác phẩm này đến với các bạn về cuộc đời của một vị lãnh tụ tài ba. Cuốn sách Búp Sen Xanh vẫn luôn được xem là một trong những tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là cuốn tiểu thuyết viết dành cho thiếu nhi, mà còn vượt ra ngoài sự mong đợi khi được nhiều thế hệ đón nhận. Đó có lẽ là món quà thiêng liêng nhất mà nhà văn Sơn Tùng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đã kính dâng lên người. Trải qua bao nhiêu năm tháng, cuốn sách vẫn giữ vững được những nét đẹp, giá trị đích thực của nó, bởi trong đó chứa đựng một tâm hồn cao cả của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, đó chính là sức mạnh của sự noi gương, đưa văn học góp phần cải tạo xã hội. Bạn đọc là một thế hệ trẻ, khi đến với cuốn sách sẽ hiểu và cảm nhận rõ hơn về tuổi thơ và cái nôi đã hình thành nên một nhà cách mạng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Từ đó, ra sức học tập, noi gương theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với mong muốn phát huy sức trẻ, đưa dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển trong xu thế hội nhập hiện nay.